Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Ngân ha. Thì hôm nay Ngân sẽ cho các bạn xem những cái màu 3D của em Winner XV3 của Honda này ha. Thì hiện tại những cái màu zin Ngân vẫn có luôn, nhưng mà để dưới kho. Thì bên Ngân sẽ thường lên những cái màu zin, lên cái những cái màu 3D, nó sẽ kiểu như là cho những bạn mà thích chơi chất chơi đó ha. Là cái bản này là bản Movita nha. Bên Ngân của em nó sẽ là màu cà vẹt xảy ra là màu đỏ trắng cho cả nhà luôn nha. Thì thường Ngân sẽ lên cho em nó là từ cái bản ABS. Thì giá của màu 3D bản ABS hiện tại là 39.500, có liên hệ với Ngân trước sẽ được giảm 1 triệu tới 1 triệu rưỡi luôn. Cặp mâm đó là bên Ngân là hiện tại là đang độ lên cho em nó đó. Mâm độ này thì nó nằm tầm giá tầm 2 triệu thôi, thì liên hệ với Ngân trước sẽ được giảm từ 30 tới 70% cho cả nhà luôn, những cái phụ kiện đang gắn cho em nó ha. Đó, thì còn những cái màu mà 3D khác bên Ngân cũng có nhiều lắm. Bên cửa hàng Ngân hiện tại là sẽ ở đây có hai màu cho các bạn nè. Màu này là màu gọi là màu xám xi măng á, thì bên Ngân cũng có màu xanh xi măng luôn. Thì họa tiết nó cũng y chang như vậy thôi mà nó đẹp hơn ha. Còn bên này có cái màu hot trend cho cả nhà nha. Màu này thì hiện tại là iPhone 14 mới ra mắt á, nên là cái màu này rất là hot trend bên Ngân luôn ha. Còn cái bản này là bản V2, bên Ngân hiện tại đang bán với giá là 35 triệu thôi. Còn cái bản đó thì 39.500, màu zin là 37.500 nha. Góp là trả trước giúp Ngân tầm 4 triệu đi là có thể lên được hồ sơ cho các bạn. Còn các bạn có khả năng cao hơn, ví dụ mà mình có trên 40% cứ trả trước giúp Ngân luôn, thì thủ tục nó sẽ càng dễ đậu hơn nè, với lại lãi suất nó thấp hơn á. Thì các bạn trên 18 tuổi là khi làm hồ sơ góp, với lại là cần bằng lái xe hoặc sổ hộ khẩu hoặc bảo hiểm y tế của công ty giúp Ngân là có thể lên được hồ sơ nha. Còn cửa hàng Ngân là nằm ở khu Nguyễn Huệ, là Bến Cát, Bình Dương. Số điện thoại là 0937753598, liên hệ với Ngân trước để được giảm ưu đãi từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi nha. Cảm ơn cả nhà.